mà họ lập ra một cái gọi là Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật Sân Khấu Âm. Và cái nước Việt Nam mà chúng ta có một cái văn hóa mà nó hay đến như thế này và nó giá trị như thế này, vì sao chúng ta không có Viện Hàn Lâm Cải Lương của Việt Nam? Bởi vì nếu mà cái thời này mà, thời toàn cầu mà mỗi một cá nhân mà nói đúng là người ta sẽ theo anh. Thì nhưng mà tôi chỉ nói như thế để nói rằng những cái a là mặc cảm lắm, tự ti lắm, cho nên không có dám cái gì đó. Tôi nói ví dụ bây giờ người Dọt ở Anh đó, đi qua tiếp nhận một cái đất mới của Mỹ đó, chỉ thêm cho một chữ thôi, New York. Mình ở đây đó, thị chết đi sang bên Cali, bỗng nhiên cái đặt Little Saigon. Ủa nếu mình là Anh là mình đâu có vậy đâu, mình phải New Saigon. Và tôi nói rằng cái văn hóa dân tộc là một cái điều mà chúng ta cần phải làm cho nó sáng để cho cả thế giới được ảnh hưởng một mình. Còn mình đẹp thiệt, mình ngay cả Liên Hợp Quốc cũng nhận mình như thế, mà bản thân mình ở đây mình vẫn thấy là mình nhỏ nhoi, thì như vậy tự mình làm cho mình không giá trị trước mặt bao nhiêu người khác. Và tôi cảm ơn anh Lương và xin cảm ơn tất cả mọi người.